Là em chỉ khóc vì má chê em mập thôi. À, khỏi ngày bán giảm cho ăn thôi cũng là. Má em có ba người con, má em có hai người con trai và em con dâu, má em chê hết. Không ai, má em không chê hết. Anh em năm nay 40 tuổi chưa lấy vợ là má chê. Ở người ngoài người ta chọc anh em á, người ta kêu là sao mày không lấy vợ đi, là má vô nhá thêm vô. Nó ế rồi, nó không lấy vợ đâu. Cho nên là em thấy em về làm dâu mà em bị chê mập riết em cũng quen. Đồng, chồng thân nó nói sao má kỳ quá à. Tối ngày má gặp nó, cái má kêu nó ăn kiêng chứ kêu nó giảm cân không ha, nó về nó khóc ở nhà kìa. Trời ơi, tao muốn cho nó đẹp chứ đâu phải là chê gì nó. Em ăn cơm với má em á, mình thì em ăn hai chén cơm với một chén canh. Xong em có má là em có ăn có một chén à, tại vì em biết là em múc thêm một chén là bị nói liền. Em biết là em ăn chén cơm rồi bắt đầu rồi. Ăn vừa vừa thôi, ăn cơm mập lắm đó. Ăn vừa vừa thôi. Chào Quyền Linh. Dạ. Chào cô Lê Lộc. Dạ chào cô ạ. Tôi tên là Vi Thượng Phan. Năm nay 62 tuổi. Tôi ở nhà buôn bán tập quá nhỏ thôi. Dạ. Dạ, anh chào anh Quyền Linh, chào chị Lê Lộc. Em tên là Bảo Trân, năm nay em 25 tuổi. Em đang ở làm dâu của má ở quận 8. Công việc hiện tại của em là bán hàng online. Chị làm dâu của mẹ bao nhiêu dạ, năm em rồi? Em làm dâu được gần 1 năm ạ. À. Oh. Em có một bé 3 tháng 10 ngày. Ôi dạ. Vậy hả? Dạ, chúc mừng chị nha. Dạ, bé trai bé gái vậy? Dạ, bé gái anh ạ. Cô nhớ cái ngày trước đây 1 năm đó, cô gặp cô gái này thì cô ấn tượng điều gì với cô gái này? Dạ, tôi thì ham dâu ham cháu lâu rồi. Nhưng mà chưa có hai đứa con trai, một thằng năm nay 40 tuổi. Còn thằng chồng của Trân này nữa là 36 tuổi. Dạ. Cũng ham dữ lắm. Mà thằng trai lớn thì nó ngay nó chưa có muốn lập gia đình. Chỉ còn thằng con trai nhỏ này nè, thành ra nói với nó thôi con coi có quen ai á thì con ha đem về giới thiệu cho má đi, cho má lớn tuổi rồi. Rồi cái chừng tháng hai tháng sau của nó, má ơi má, con có quen bạn rồi, con tính dắt về nhưng mà nó mập quá. Mập quá nó ngại nó không dám về. Cái cô mới nói cái gì đâu ngại, cứ dắt về đi. Đó, rồi từ đó cái nó mới dắt về. Khởi đầu cô thấy thì về thì mặt mày thì cũng được. Dạ. Tính tình thì cũng hiền với mà cũng bình dân, không có xe xua như người ta thì cô ưng ý. Nhưng mà cái hơi mập. Cô thì nói ngay hả, cô 62 chứ cô sợ mập lắm. Vậy mà cô còn ăn kiêng nữa đó. Trời, cô giảm cân nữa. Cái này người ta gọi là mứt mít. Cô thấy con dâu mập cô cũng hơi ấy ấy, nhưng mà kệ không sao. Dạ. Có dâu là mừng rồi. Cô về ha, cái mới đầu tiên về cái cô có mua bưởi. Mua bưởi cho ăn ghiếc cho tới nổi ở chợ tao bán bưởi, người ta nói cô mua bưởi ăn về mua nhiều quá vậy, cô mua lần cả chục trái. Có khi 10 trái thì mười mấy trái. Nó chợ mua cho con dâu sắp sửa làm dâu mà nó mập quá, mua cho nó ăn kiêng. Đó. Chứ mà sao mà ăn hoài mà sao không thấy ốm. Cái thôi không có cho ăn bưởi nữa. Dạ. Cái cô tìm cách, cái cô hỏi thăm cái người ta chỉ cô mua thuốc. Dạ. Thuốc giảm cân cô cũng mua cho hả hai hộp, uống ghiếc cô không giảm rồi không thèm mua. Bây giờ bé này còn trẻ mà, vấn đề là tập thể dục á. Dạ. Em phải ra luyện tập thể dục cho nó đỡ, nó đừng phát nữa thôi, từ từ nó xuống ha, chứ không phải mình ép mình ăn, cố gắng ăn bưởi nó xuống đâu. Cô cứ mua bưởi ăn ghiếc vậy. Thể dục thể thao nè, rồi ăn uống nè, một chế độ dinh dưỡng nè. Đừng uống thuốc nhiều quá nha, không có tốt. Dạ. Không. Rồi còn em gái. Cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng á, chị có nhớ là mình ấn tượng nhất điều gì không? Dạ có, ngày đầu tiên em về ra mắt má thì em có nói với chồng em là anh về anh rào ý má trước đi. Anh nói là má ơi vợ con bồ ấy gì bồ con nó mập lắm. Để cho má đỡ bất ngờ, cũng như bữa đó má sợ quá là sao. Xong rồi bữa đó về á thì má thấy bữa đó là nhà má tạp hóa. Cho nên là lần đầu tiên thì mình cũng hơi mập đó chị, đó anh. Cho nên là cũng muốn mình trở nên hoạt bát hơn. Chứ là ai vô bán cái nước mắm là em chạy ra em bán để em thối tiền luôn. Dạ. Tự nhiên lắm, thành ra thương cái nước đó thôi à. Dạ. Cái ngày làm dâu, những ngày đầu tiên đó, thì cô con dâu này có làm tốt nhiệm vụ của mình không? Hai vợ chồng nó ngay ha, đi buôn bán. Nó mướn nhà ở hơi xa thì nó bán thì chiều mới về ăn cơm. Dạ. Cô thì hồi đầu cô cũng có nói là cô thì ham dâu ham cháu lắm, cô không cho ở riêng. Cô nói thôi giờ tụi bay đi bán bằng ngày về, chứ chiều làm gì làm về phải ăn cơm nhà. Thì đó chiều về nó ăn cơm nhà. Vậy đó. Rồi nó có nấu phụ gì nhà không? Đâu có nấu được, đi từ không sáng tới chiều tối 7-8 giờ tối mới về. Trời thì ơi. Cô nấu sẵn rồi kêu ăn mà không cho ăn trễ nha. Ăn trễ là la đó, ăn phải ăn sớm. Ăn 7-8 giờ là cô không đồng ý. Đúng rồi. Cô nói ăn. Hả ăn gì nó mập.
ăn sớm á, là nó tốt cho cái bao tử của mình ha. Nhưng mà hai mẹ con mình á, ở với nhau vậy thì có biết được là hai mẹ con mình hợp nhau điểm gì không chị? Dạ, má em là người buôn bán đó. Thứ nhất là hai mẹ con rất là hợp buôn bán. Ở nhà trước nhà em có cái sân nhỏ nhỏ à, mà hết má nói bán nước rồi con nói bán nước sâm, rồi suốt ngày bàn không mà làm không kịp á chị. Hợp nhau là buôn bán, rồi hợp nhau ví dụ đi mua mấy cái đồ sinh hoạt gia đình đó chị. À, ví dụ như là máy xay, đi sắp đồ, máy xay, tủ lạnh, cái nào mới là biết hết trơn à. Là nào giờ là cô sắm đồ cho chị hay là chị sắm đồ cho cô? Ừ, tôi sắm cho nó mà nó cái sắm cho tôi cũng có, nên nó sắm cho tôi quần áo, còn tôi sắm những cái vật dụng mà mình thấy nó xài không có cái mình hả mua về để cho nó xài. Quá trời đất rồi. Nhưng mà chị mua đồ cho cô có vừa ý không? Có cái cũng vừa ý, có cái cũng không vừa ý, rồi nói thôi con đừng mua cho má, có tiền thì cho tự má má mua à. Tự má mua có vừa ý. Dạ. Cô ăn mặc cũng hơi kém. Dạ. Thích hợp mới chịu, mà không chịu xe xua hay gì cô không có thích. Đơn giản vậy thôi. Thì cô thấy có những điều gì mà giữa cô với con dâu chưa hợp nhau? Thì không hợp với nhau thì có cái bữa đó là cô khóc quá trời. Là tại vì nó thì mới làm dâu chừng năm nay thôi, nó ngay chuyện gì cũng không có xích mích hết á. Thì nói ngay nó cũng trong nhà ông cửa nó cũng lo, nói chuyện với mình nhỏ nhẹ thì mình ưng ý rồi. Nhưng có cái chuyện này là cô bữa đó cô khóc quá trời luôn. Bên bà chị á, là dì của nó cũng sắp sửa cưới dâu. Thì cô mới nói là thôi giờ còn tụi con có tiền á, cho dì mượn đi, nặng chị văn trải. Mà hỏi hoài hai đứa nó cứ ợm mờ nó không có nói. Dạ. Nó không trả lời. Cái cô quan thì sau cô hỏi tụi bay có hay không trả lời đặng cho dì biết. Không trả lời, không nói ợm mờ. Cái cô giận quá, cô kêu một chồng nó ra cô la. Cô nói hả tụi bay nha, trong nhà giúp đỡ lẫn nhau. Có thì giúp cho dì, dì mượn gì cũng trả chứ phải không trả. Rồi cô nói mà cô khóc quá trời luôn. Cái nó mới kêu cô ra, cô nói má ơi má, không phải con không cho dì mượn, mà tự dì á, cái ngày đám cưới á, tụi con hả bị ở dưới quê á, trang sức vàng vòng cho hết là bị trộm vô thuốc mê á, là mất hết rồi. Rồi tụi con giấu má, không có nói má nghe, sợ má buồn má bệnh, thành ra không giấu. Rồi ngày nay thì má la tụi con nói ra rồi á, cứ kể cho dì nghe. Giờ dì cũng cả thông nợ cảm. Chưa? Dạ còn chút xíu à chú. Vậy là còn nợ nữa hả? Thấy chưa, thấy tội nghiệp tụi nó không? Rồi nó giấu nó đâu cho biết. Nhưng mà má khóc vì cái chuyện mà không cho dì mượn tiền. Dạ, có bao giờ là em khóc vì má làm cái chuyện gì chưa? Dạ trong nhà là em chỉ khóc vì má cho em mập thôi. À. Mỗi ngày bắt giảm cân ăn thôi cũng là. Cũng là mà. Má em có ba người con, má em có hai người con trai và em còn dâu, má em chê hết. Không ai, má em không chê hết. Anh em năm nay 40 tuổi chưa lấy vợ là má chê. Ở ngoài người ta chọc anh em á, người ta kêu là sao mày không lấy vợ đi, là má vô nhá thêm vô. Nó ế rồi, nó không có vợ đâu. Nên là em thấy em về làm dâu mà em bị chê mập riết em cũng quen. Đừng, chồng thân nó nói sao má kỳ quá à. Tối ngày má gặp nó, cái má kêu nó ăn kiêng chứ kêu nó giảm cân không ha. Nó về nó khóc ở nhà kìa. Trời ơi, tao muốn cho nó đẹp chứ đâu phải là chê gì nó. Em ăn cơm với má em á, mình thì em ăn hai chén cơm với một chén canh. Xong có má em có ăn có một chén à. Tại vì em biết là em múc thêm một chén là bị nói liền. Em biết là em ăn chén cơm rồi bắt đầu rồi. Ăn vừa vừa thôi, ăn cơm mập lắm đó. Ăn vừa vừa thôi. Có biện pháp giảm cân nào không chị? Hay là mình thả lỏng? Mà nếu mà nói mà hoạt động thì em hoạt động nhiều lắm. Mỗi ngày em khui mấy trăm ký sầu riêng lận. Vậy hả? Em ngồi live stream em cứ khui vậy đó. Mà em không ốm được, em càng làm em càng mập. Nhưng hình như em ăn sầu riêng nhiều quá hả? Lâu lâu á, ví dụ như bữa nào á mà live stream mà giống như là lượt xem mình không được đông, là mình bắt đầu mình phải khui sầu riêng ra, mình ngồi trên live stream mình ăn. Mình nhóc nhét. Trời ơi, bữa nào mà không ăn thì thôi, bán bình thường. Bữa nào ăn cái má em qua. Trời, đang biết bao nhiêu người xem, cái má em kêu chân nghe đó, bán hàng dậy nhanh ốm lắm á nghe. Mà má em nói trước mặt người ta, trước mặt live stream vậy đó. Bây giờ thử nè, em live stream thử coi nhiều cái máy trước mặt nè. Giờ live stream nè, bắt đầu live stream. Dạ. coi đây có mua hàng không nè. Dạ. Thử coi. Dạ. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay em lại live stream khui sầu riêng nha mọi người ơi. Sầu riêng nhà em không ngon, không lấy tiền, mà bây giờ em lấy tiền ăn, em mập cỡ này rồi là em phải lấy tiền nhiều lắm nha mọi người nha. Vậy đó hả? Dạ. Xong rồi lấy ăn liên tục luôn hả? Dạ không, đoạn nào mà ít người coi á là ăn là có người coi lên.
mọi người ơi ngon lắm, không ngon không lấy tiền. Mọi người mà không ăn lần này là mọi người hoang phí mất nửa thanh xuân rồi. Là bây giờ trong suốt khoảng thời gian mình về làm dâu á, mình có cảm thấy là mình chưa làm tốt vai trò gì không? Dạ chắc là chưa làm tốt vai trò chia sẻ với má. Ví dụ như má em là thích một người con dâu đẹp đẹp tí, rồi phụ nữ một tí, mà em thấy em hơi đàn ông đó. Quan tâm thì em có, quan tâm thương em cũng có, nhưng mà em không có được tỉ mỉ, mà cái kiểu như là phụ nữ khác em không có được vậy. Có tặng quà trong những ngày lễ Tết cho má? Có. Năm nay cô 62 tuổi chứ chưa có ai mà tặng cho cô ngày 8 tháng 3. Dính ông xã còn chưa có tặng nữa. Dạ. Cái bữa đó là cũng tối rồi. Dạ. Hai đứa nó đi bán về, cái cô đang ở trên lầu, cô chuẩn bị ngủ. À, má ơi má, con tặng cho má một bông hồng ngày 8 tháng 3. Trời ơi, cô ngó cô giật mình luôn. Tự nhiên mình hồi nào giờ đâu ai không tặng. Ai tặng vậy? Cái giờ vui quá, cái gặp người nào cũng kể. Trời ơi, nàng dâu tôi tặng tôi 8 tháng 3. Nhỏ tới lớn tôi mới lần đầu tiên. Đó, có ngày đó là nhớ hoài. Dễ thương á. Rồi trong cái khoảng thời gian mình sinh đẻ đó, rồi mẹ mình chăm sóc mình kỹ không? Dạ, có bà ngoại lên chăm chị. Bà nội thì buôn bán như ngày cũng qua 3 lần. Mà qua 3 lần cái bóp cái đùi của cháu. Cháu cưng, cháu cưng, cháu cưng, xong chân. Hơi bụng đi con. Ba ở dưới quê ở đất nông đó chị. Thì ba đóng cho em một cái giường. Sợ Sương Sài Gòn không nằm được hay sao á. Đóng một cái giường ở dưới đó gỗ nhiều quá. Đóng lên cho em nằm. Rồi má ruột em làm cho em một cái thau than bự như nướng thịt vậy nè. Xong rồi đẩy xuống dưới giường. Kêu em lên nằm mà em nằm không có được. Bắt đầu là ở dưới nhà là má em qua là qua ấy qua, mày gác cái này lên đi qua là em nghe. Xong rồi má ruột em chân chân bà qua chân ơi. Xong bắt đầu em chạy ra phạch, chạy ra leo lên giường nằm hang. Đúng, cô lại nhìn cô thấy không có ấy vậy, cô cũng hơi nói. Cô thì hay nói lắm. Cô thấy không vừa ý là cô nói liền. Đúng không? Đúng không? Thương con dâu quá trời luôn. Dạ. Nó không có chịu làm, nó hơi cứng đầu chỗ đó đó. Cô buồn chỗ đó lắm. Cô la hoài hả? Cô nhằn nhằn cái nó khóc. Ở trong tháng nó khóc, con chồng nó nói rồi. Má nói cái nó khóc. Nó nói trời ơi, trong tháng khóc đi ha. Khóc đi rồi mới mốt về già con cặp mắt mày sưng rồi đừng có than á. Còn hồi nhiều nữa. Cô cũng la, cái gì cô thấy gai con mắt là cô la hả? Mà hơi cứng đầu. Tại lúc trong tháng á, lúc trong tháng thì em giống như là mới sinh dậy, em hơi nhạy cảm á. Có những cái giống như là mình không thể nói bằng lời được. Nó cảm giác của mình ấm ức lắm, hay ấm ức lắm. Nhưng mà những lúc đó là mình có chia sẻ với mẹ không, hay là mình khóc rồi thôi? Khóc em rồi, nói chung là cái đầu của mình á, một nửa là trời ơi giận má quá má vậy, giận. Một nửa là má thương mình thôi. Nhưng mà lúc nào mà ấm ức quá là em khóc lên. Em chỉ nói với chồng em nói xong em nói anh là anh phải im lặng nha, anh đừng ra nói với má nha, tại vì má không có ý gì đâu, anh đừng có ra nói nha. Chồng em cũng ra nói nha. Cũng hay đó chứ, tức là biết mình nói như thế mà nếu nói qua nói lại thì không hay. Nhưng mà nói để xả ra những cái gì mình đang nghĩ trong đầu cho nó khỏe, đúng không? Nhưng mà chồng em nghe chồng em mệt, chồng em kêu nhức đầu quá. Để xem coi ông xã em nói điều gì nha. Đầu về làm dâu thì má và vợ tôi có chút mâu thuẫn do không hiểu với nhau trong lời nói. Qua chương trình này tôi chỉ mong là má và vợ tôi sẽ dung hòa với nhau, hiểu ý nhau hơn để tôi không phải đứng chính giữa mà khó xử. Con chỉ muốn gửi đến má là má hãy giữ gìn sức khỏe, bớt suy nghĩ, bớt lo lắng lại cho tụi con. Anh gửi đến vợ là hãy hiểu cho má. Má chỉ nhiều khi má nói chỉ là muốn tốt cho em thôi, chứ không có phải là chơi em hay gì đó. Nghe ông xã nói vậy em nghĩ sao? Dạ em nghĩ cuộc sống của em chỉ có rác rối là mập với ốm thôi, chứ ăn nhiều với ăn ít thôi. Chứ cuộc sống hiện tại của em rất là viên mãn. Má chồng em rất là tâm lý, má em hay nói, rồi hay giận, rồi hay khóc. Nhưng má em rất là tốt, rất là đơn giản luôn. Cô có mong muốn con dâu thay đổi điều gì không? Giờ cô không mong muốn gì á, nói ngay hả. Hồi từ làm dâu cả năm nay á, cái gì cũng được hết rồi. Mà có một cái thôi còn hơi cứng đầu. Chị cái gì không có chịu nghe theo. Cô lại thích đó hả, mình nói gì thì con cái trong nhà nó nghe theo. Cô chỉ chịu mong muốn vậy thôi à. Đó, mong muốn đó là mình nhắm là mình có làm được không nè? Dạ được, nhưng mà con nghe theo á, nhưng mà tại tính con như là bộc trực quá, má không hiểu con á. Chứ con lúc nào con cũng thương má hết, lúc nào con cũng chân thành với má hết. Rồi sẵn đây mình có mong muốn má điều gì không? Dạ con mong má là má đi chợ ít lại, tại vì má đi chợ, má đi vòng cái chợ luôn. Chỗ nào bán trái cây nhiêu ký má biết hết, chỗ nào làm cá sạch, chỗ nào làm cá dơ má biết hết. Chỗ nào cho nên là má đi thì cái khớp của má không có tốt đó, mong má bớt ghiền đi chợ lại. Rồi mong má giữ gìn sức khỏe,
mong má là má thương yêu tụi con nhiều. Rồi, hay quá. Cảm ơn cô rất là nhiều. Thôi bây giờ hai mẹ con ôm nhau thế nào? Dễ thương quá. Một kỷ niệm của chương trình gửi tặng gia đình. Mong rằng gia đình xem truyền hình là nhìn hình nhớ mình đã tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu ha. Dạ, con cũng xin thay mặt chương trình có một ít phần quà dành tặng cho gia đình mình. Đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6-1 Carefor. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Carefor gắn kết yêu thương, hương thơm còn mãi. Dạ, con xin gửi tặng cô. Dạ, đây là phần quà to, đó là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Xin cảm ơn hai mẹ con đã đến tham gia chương trình ạ. Dạ, cảm ơn chương trình. Dạ, xin cảm ơn cô. Xin cảm ơn. Chúc gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công nhé. Dạ, cảm ơn cô. Chúc mua bán online sầu riêng đắt. Dạ, chúc anh chị ngon miệng nha. Dạ, em đếm số muối rồi đó.